Không làm muốn có ăn, chỉ có ăn đó. Ăn may anh em nhỉ. Nói đùa thôi, nếu mà anh em mình chịu khó trong mọi lĩnh vực, mọi công việc thì chắc chắn là trước sau gì mình cũng giàu thôi. Nó chỉ là vấn đề thời gian, nhanh hay chậm không quan trọng, đừng bỏ cuộc là được, đúng không ạ? À, hôm trước thì giới thiệu cho anh em chiếc Fortuner máy dầu số sàn đời 2016. Nó là phong cũ, lắp ráp trong nước. Hôm nay thì lại về thêm cho anh em một chiếc Fortuner máy dầu cũng số sàn, nhưng nó là xe nhập khẩu 2017, nhập Indo nhá. Đây là lô đầu tiên ấy, lô đầu tiên nhập về. Xe thì không phải là màu đen đâu. Nếu mà anh em có nhìn trên video mà ra màu đen là do cái thằng quay phim nó không biết chỉnh màu. Đấy, còn thực tế xe này là màu nâu nhá, mã màu là 4W9. Da nắng nó hơi ánh đỏ một tí, còn anh em vào bóng tối thì nó lại thành màu đen. Rất thích, một chiếc xe có thể coi là hiện tượng đổi màu ấy, Grab bằng suy nghĩ và tưởng tượng. Một chiếc xe như thế này 2017 thì hiện tại bây giờ bên tôi đang chào bán là phía đây 8 bao nhiêu? 828 à? Hiện tại một chiếc xe 2017 như này thì bên tôi đang chào bán mức giá là 828 triệu đồng. Đó, một mức giá tôi nghĩ là rất hợp lý cho anh em nào lấy về chạy gia đình, kết hợp với cày cuốc kiếm thêm thu nhập. Vài ba năm ăn ra cái xác xe, xong vài ba năm nữa lại ăn ra cái xác nhà, đúng không ạ? Ok nhá, la răng rất đẹp, 6 chấu chứ không phải 5 chấu AMG như của Mercedes đâu. Gương chiếu hậu này, chỉnh điện, cụp điện, xi nhan trên gương, bậc dẫm có sẵn. Tay nắm cửa thì chủ xe cẩn thận lắm rồi, làm bảo vệ tay nắm này, làm ốp tay nắm, tất cả thứ hết luôn. Đấy, chắc nịch, quá ngon. Indo, ngày xưa thời điểm này xe nó về lô đầu tiên này bán kinh lắm này. Mà tôi nhớ là trước là còn phải cộng phụ kiện ấy, phải làm thêm phụ kiện, ví dụ như là phim sàn này, cam hành trình, bọc ghế các thứ, DVD cam lùi. Ở đấy, con này đúng như combo đấy luôn thì phải. Đấy, vẫn nhớ quả ghế màu nâu trong hãng nó như này này. Trần sàn làm hết rồi. Tôi không soi keo chỉ cho anh em đâu, bởi vì xe tôi lên video 100% là xe đẹp, xe xấu tôi không lên video đâu. Không may mà có cái xe xấu nào lên video xong đến hôm sau anh em tìm thấy mà giao dịch mua bán nó không ra thì chết, đúng không ạ? Mất uy tín lắm. Ok, anh em lên thử nội thất đi. Bọc da hết rồi thì thế này cứ lấy về là chạy thôi. Bọc cả tapi, cẩn thận đó. Đúng rồi, trong hãng mới làm như này. Thảm sàn 5D này, ghế bọc hết rồi. Fortuner ngồi thoải mái lắm. Trần cao thoáng, cửa gió điều hòa, hai dàn lạnh. Chả có gì phàn nàn à. Nhiên liệu thì ăn như ngửi luôn. Con này anh em chạy nó rơi vào khoảng tầm 1.000 đồng 1 km. Anh em đổ một bình dầu khoảng 800.000 thì chạy phải tầm 800-900 cây mới hết. Đợt này dầu ấy đang rẻ. Chân ngắn quá, không đạp hết côn không nổ máy được. Gương chiếu hậu, chỉnh điện, cụp bằng cơm. Đấy, không có nút bấm cụp đâu nhá, anh em phải nghiến răng vào mà cụp thôi. Ok. Trợ lực của chiếc xe này là trợ lực thủy lực, thế nên là anh em chịu khó vần nhá. Còn ngoài việc mà kiếm thêm thu nhập thì chắc chắn là sức khỏe anh em cũng được cải thiện, đặc biệt là tay. Rất sướng luôn. Xe này là lăn bánh được gần 7 vạn rồi. Còn chủ xe thì trang bị đầy đủ cho anh em hết rồi nhá. Ghế bọc rồi này, phim dán rồi này, mấy cái ốp bảo vệ làm hết rồi này. Thậm chí là cả đầu DVD Android để cho anh em xem JAV trong lúc mà rảnh rỗi chờ khách. Cam lùi có hết rồi, chưa có cam hành trình thôi. Anh em nào lấy tôi tặng luôn cam hành trình nhá. Còn giá cả thì có thương lượng. Trả góp thì anh em chuẩn bị trước giúp tôi khoảng tầm 300 thôi là mình nhận được xe rồi. Anh em thích check hãng, check showroom, check gara các thứ thoải mái nhá. Miễn anh em cảm thấy hài lòng, thuận mua vừa bán, giá cả hợp lý, xe chất lượng. Rồi, cảm ơn anh em và anh em nhớ là đừng quên like, subscribe để ủng hộ cho kênh cũng như là bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.